Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu lên thị bạn một số dòng xe tay ga, tay côn các loại. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Trang sẽ hỗ trợ giới thiệu cho thị bạn. Mời Trang ạ. Hi, xin chào tất cả mọi người ha. Đây là Trang đây. Cảm ơn mọi người đã click vào video của Trang ha. Thì ngày hôm nay ra một cái đại lễ gọi là chương trình sale shop những cái dòng tay ga bên cửa hàng Trang luôn. Đặc biệt là mọi người khi ghé cửa hàng có liên hệ trực tiếp với Trang sẽ được phụ trợ ngay từ 1 đến 2 triệu đồng tiền xăng, cũng như là một combo quà tặng tới 3 triệu đồng nha thôi nha. Nói chung là combo quà tặng này cực kỳ là hấp dẫn luôn đó mọi người ha. Thì như bên cạnh Trang đây là một em Vario 125 này mọi người. Vario 125 là một cái dòng tại bên cửa hàng Trang đại hạ giá giảm sốc cực kỳ cho mọi người luôn. Hiện tại em này khóa thường sẽ tri ân giảm sốc cho mọi người còn 36 triệu đồng một em nha, bao gồm hết thuế VAT, hàng nhập Indo cho mọi người luôn nha. Đợt này vừa nhập 1.000 con xe mới về cho nên là để giá giảm cho mọi người luôn. Những cái màu sơn 3D như này là được bên Trang sơn là sơn tĩnh điện bảo hành cho mọi người 2 năm luôn, cho nên về phần này thì mọi người cứ yên tâm ha. Nói chung về màu sơn thì bên Trang sơn lên rất là nhiều màu cho nên mọi người cứ yêu thích màu nào thì cứ nhắn tin hoặc gửi hình qua cho Trang để được Trang tư vấn lên màu sơn, lên màu sơn nha. Màu sơn thì chỉ cần lên đúng 1 triệu đồng trên màu thôi nha. Một em best seller bên cửa hàng Trang cũng về này, màu trắng bạc này mọi người, cũng cực kỳ là hot hàng luôn nha. Em này khóa smart key chỉ có giá là 38 triệu đồng thôi mọi người ha. Bỏ qua dòng Vario thì nói đến dòng Vision cũng là một cái dòng hiện tại mà giảm không kém cạnh luôn đó mọi người. Thì hiện tại Vision bên cửa hàng Trang á, phiên bản rẻ tiền nhất chỉ có giá là 30 triệu đồng và đắt nhất chỉ có giá là 36 triệu đồng bao gồm hết thuế VAT. Mỗi trả góp dòng Vision này cũng chỉ cần trả trước giúp Trang từ 2 đến 3 triệu là mọi người có thể lên hồ sơ mua góp được rồi ha. Đặc biệt là những cái màu sơn 3D đang hot hàng bên cửa hàng Trang như là màu bạc đen này hoặc là màu xanh lục bão này là những cái bảng màu đang cực kỳ là best seller luôn. Thì những cái màu này mà các bạn thích sơn lên từ màu nào này, từ phiên bản nào hoặc là chưa thích những cái màu sơn ở đây thì cứ gửi hình qua cho Trang. Cứ khóa thường là sẽ là 30, cao cấp là 32, đặc biệt 33 và thể thao là 36 mọi người nhé. Ngoài ra đó thì cũng có một cái dòng mà đợt này bên Trang gọi là sale sập sàn luôn, đó chính là dòng AB 125. Vừa nhập được 1.200 em còn lại nha mọi người. Hiện tại AB 125 phiên bản thường bên Trang riêng cho mọi người chỉ có giá 38 triệu đồng thôi nha. Những cái màu được bên Trang lên tem sơn như thế này thì hãy cầu lên giúp Trang đúng 1 triệu đồng trên màu nha. Đặc biệt gặp Trang còn bớt thêm cho mọi người dòng này từ 1 đến 2 triệu đồng nữa nha. Bản đen nhám đặc biệt Black Edition này mọi người cũng giảm không kém cạnh, chỉ còn 40 triệu đồng cho một em này thôi ha. Một cái em đặc biệt đen nhám này chỉ còn giá 40 triệu đồng thôi nha. Mua trả góp trong này trả trước giúp Trang cỡ tầm 2 đến 3 triệu là mọi người có thể lên hồ sơ mua góp được rồi mọi người ha. Ok, chuyển qua AB 160 đi. Dạ, AB 160 thì hiện tại bên Trang sẵn đủ màu luôn. Từ màu xanh đen này, màu đen này, rồi là màu xanh đặc biệt này. Thì phiên bản thường của nó chỉ có giá là 53 triệu đồng bao gồm hết thuế VAT. Còn đặc biệt sẽ là 54 triệu đồng mọi người ha. Mua trả góp trong này cũng chỉ cần trả trước giúp Trang từ 10 triệu là mọi người có thể lên hồ sơ mua góp được rồi ha. Ok. Mình chuyển qua dòng S21 ha. S21 là một trong những cái dòng mà được các bạn trẻ ưa chuộng, đặc biệt là chị em phụ nữ á. Hiện tại thì nó có đầy đủ tất cả các phiên bản luôn, từ bản tiêu chuẩn cho tới bản cao cấp cho tới bản giới hạn luôn. Thì hôm nay thì màu đối với bản C thì màu có màu trắng này, màu đỏ và màu xanh. Thì hiện tại giá bao nhiêu ta? Dạ 55 triệu đồng ạ. 55 triệu. Tại vì đợt này nó về nhiều lắm nên số lượng nhiều nên giá nó cũng mềm ha. Rồi, qua cái màu ABS thì hiện tại giá sao? Dạ 65 triệu đồng anh nha. 65 là bao gồm màu đỏ này, màu bạc đen này, màu bạc. Màu bạc. Vâng. Còn riêng về màu xám xi măng là nhiêu? Dạ màu xám sẽ là 68 triệu đồng. 68, đó các bạn nhớ rằng 55, 65 và 68 á. Vâng. Thì các bạn chú ý á, thì anh chị và các bạn khi mà mình xem á, mình muốn mua thì mình liên hệ trước sẽ được giảm từ 500 cho tới 1 triệu á. Và đặc biệt một điều nữa là nếu mà anh chị các bạn trả góp á thì sẽ được làm ở gói lãi suất thấp nhất á. Thì anh chị và bạn lưu ý á, tại vì ngân hàng thì nó có nhiều gói lãi suất lắm, khi mà có liên hệ trước sẽ được ưu đãi ha. Rồi, chuyển qua dòng SH cao cho anh chị bạn ha. SH cao thì mình không thể bỏ qua được một cái dòng xe mới ra, đó là SH 160. 160 thì hiện tại thì giá gọi là giảm bao sốc luôn, thì số lượng nó về nhiều lắm. Thì hiện tại thì đối với bản C thì giá nhiêu em? Dạ, hiện tại xe BS thì có giá là 88 triệu đồng thôi ạ. 88 triệu đồng bao gồm hết thuế VAT. ABS sẽ là 98 triệu đồng nha, là gồm có 3 màu như là màu trắng này, màu đỏ và màu xanh đen. Còn đối với riêng phiên bản giới hạn, phiên bản thể thao màu xám xi măng là một cái bản hiện tại đang bên cửa hàng đang cực kỳ là best seller, thì em này chỉ có giá là 101 triệu đồng thôi mọi người ha. Mua trả góp thì trả trước bao nhiêu? Dạ giúp Trang 30 triệu là mọi người có thể lên hồ sơ mua. 30 triệu là mua trả góp được SH cho mọi người. Còn đối với SH 125? Dạ SH 125 thì hiện tại phiên bản rẻ tiền nhất chỉ có giá là 73 triệu đồng nha. 73. Dạ vâng. Còn ABS thì 83. 83. Mua trả góp dòng đó. Dạ trả trước giúp Trang từ 15 đến 18 triệu đồng là nhận xe được rồi nha. Ok. Tại vì mình trả góp cái loại lãi suất mà ở cái mức trả trước cao á thì dẫn tới mức lãi suất thấp nha. Tại vì nếu mà hỗ trợ quá thấp thì mức lãi suất nó cao, thì anh chị và bạn mình nói ở đây tư vấn rất là rõ ràng cụ thể cho anh em. Rồi,
À, qua một cái dòng mà nãy giờ mình quay tay ga cũng khá là nhiều rồi thì mình chuyển qua một dòng tay côn mà đang giảm giá nữa, đó là dòng Honda Winner V3. V3 thì đợt này giá sao không? Dạ, Winner V3 hiện tại bên cửa hàng Trang á thì sẵn đủ màu luôn. Hiện tại phanh xe bé chỉ có giá là 32 triệu đồng, ABS sẽ là 35 triệu đồng mọi người ha. Xe bé sẽ là 32 triệu đồng, ABS sẽ là 35 triệu đồng. Hiện tại thì màu thì hiện tại bên Trang sẵn đủ màu luôn. Từ màu màu dính của nó gồm có màu trắng, màu đỏ này, màu đen nhám rồi là bạc nhám hoặc là HRC 2223 thì hiện tại vẫn còn sẵn hàng luôn. Thì anh chị em nào mà yêu thích màu nào thì cứ gửi hình qua cho Trang là bên Trang đầy đủ màu cho anh chị lựa chọn luôn, cho nên anh chị cứ yên tâm ha. Đặc biệt là những cái màu tem sơn 3D này thì anh chị cứ cộng lên giúp Trang đúng 1 triệu đồng tiền màu là được ha. Mua trả góp thì trả trước nhiều? Dạ, trả trước giúp Trang từ 2 đến 3 triệu trở lên là mọi người có thể lên hồ sơ mua góp được rồi nha. Rồi, mình chuyển qua dòng Vario mẫu 2022 này. Dạ vâng, còn đúng một em thôi á mọi người. Em này chị ăn còn 44 triệu đồng một em mọi người ha. Có dừng 3 giây cho mọi người luôn nha. Đó, các bạn nhìn đi, Vario mẫu 2022 thì nó gọn hơn cái 2023. Nhưng nó cũng rất là đẹp ha. Nhưng mà một cái thì nó sử dụng khóa chìa nha anh em. Đó, còn mẫu 2023 thì nó có khóa chìa và khóa smart key luôn. Nên anh chị và nào thích cái mẫu nào thì liên hệ. Rồi, mình sẽ điểm sơ qua cái dòng Honda Vario 125 đủ màu cho anh chị và các bạn nha. Rồi, đi chi tiết nha. Thì nói về Vario 125 thì bên Trang sơn 3D lên rất là nhiều màu luôn. Nói về Vario là một cái dòng xe gọi là đa dạng màu nhất luôn đó mọi người. Thì như bên cạnh Trang đây là một em màu xám cam thì mọi người. Thì như Trang có nói từ đầu clip, khóa thường sẽ là 36 triệu đồng, khóa smart key sẽ là 38 triệu đồng mọi người ha. Những cái màu sơn 3D này thì mọi người cứ cộng lên giúp Trang đúng 1 triệu đồng tiền màu sơn. Mọi người thích sơn lên từ phiên bản khóa thường này hay là mọi người thích sơn lên từ phiên bản khóa smart key thì cứ gửi hình qua cho Trang. Nói chung là bên Trang sơn sơ cua nhiều màu lắm, cho nên là màu nào cũng có 1 đến 2 đến 3 chiếc, cả khóa thường và khóa thông minh đều có, cho nên mọi người cứ yên tâm ha. Màu trắng bóng em mọi người, trắng bóng này thì khóa thường và khóa thông minh cũng đều có luôn. Khóa thường của em này sẽ là 37 triệu đồng và thông minh sẽ là 39 nha. Tại vì là màu này là một em sơn 3D được bên Trang sơn lại này. Nhiều bạn thì lại không có thích màu trắng nhám nên bên Trang đã hỗ trợ sơn lên 3D màu trắng bóng cho mọi người ha. Đây, bảng màu bestseller bên cửa hàng Trang đây này mọi người. Xám cam đen, một cái bảng màu là cực kỳ là hot hit luôn đó mọi người. Thì đây, xám cam đen bên cửa hàng Trang sơn lên rất là nhiều cho mọi người lựa chọn luôn ha. Ngoài màu sơn ra thì màu zin bên Trang còn rất là nhiều luôn. Nói chung bảng màu zin bên cửa Trang Trang thì còn đầy đủ các màu cho mọi người lựa chọn luôn ha. Nhưng em xanh nhất, xanh nhám này đây chỉ có giá là 38 triệu đồng khóa smart key cho mọi người luôn ha. Đây, sơn lên quá trời xám luôn này mọi người. Cho nên mọi người chỉ có việc là qua đây là chỉ có lựa màu, thỏa sức lựa chọn thôi, không có cần lo về giá hay là về màu sơn, chất độ bảo hành như thế nào. Thì hiện tại sơn bên Trang là sơn tĩnh điện bảo hành cho mọi người 2 năm luôn, cho nên về phần này thì mọi người cứ yên tâm ha. Đặc biệt là mua trả góp dòng này mọi người cầm đúng giúp Trang đúng 1 triệu, cầm giúp Trang đúng một căn cước công dân là mọi người có thể lên hồ sơ mua góp được rồi ha. Đây, màu trắng nhám rồi mọi người. Trắng nhám này cũng chỉ có giá là 38 triệu đồng thôi mọi người ha. Xanh ngọc bích này mọi người, một cái bảng màu gọi là cái thời điểm nó mới ra là bảng màu này là một cái bảng màu cực kỳ là hot và bán chạy luôn đó, hiện tại cũng bán chạy không kém cạnh nha mọi người ha. Rồi là đỏ nhám nè mọi người. Đỏ bóng cũng có và đỏ nhám cũng có. Đỏ nhám này được bên Trang sơn 3D lên này, cũng cộng lên giúp Trang 1 triệu đồng tiền màu nha. Xanh lục bảo này, khóa thường và khóa thông minh luôn sẽ là 37 triệu và 39 triệu bao gồm màu sơn cho anh chị em luôn đấy ha. Một cái okay. Em mà không thể nào mà bỏ qua được đó là trắng cam đen nè mọi người. Trắng cam đen nè mọi người và đen nè mọi người là những em bảo màu cực kỳ là hot luôn nha. Ok. Trong này thì F155 màu trắng thì giá nhiêu? Dạ, F150 thì đồng giá 41 triệu đồng một em ạ. Nếu 150 là 41, 155 dạ, thì giá nhiêu? Dạ, khóa thường sẽ là 41, khóa smart key sẽ là 44 triệu đồng mọi người ha. Ok, thì đó là giá xe. Anh em nào mua dòng nào thì chịu khó mà liên hệ. Ở đây thì mình quay nhanh cho chị Hoàng ha. Cảm ơn chị Hoàng đã xem clip. Mọi người xem thì nhớ like cho chị. Xin chào và hẹn gặp lại.